chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Emily Chuyện của Quỳnh. Ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ không dẫn mọi người đi tham quan những cái địa điểm ở Dubai, mà Quỳnh sẽ làm một cái video này hướng dẫn mọi người cách làm những cái giao dịch cho cái giao dịch iPhone của mình, nhìn cho nó thật là xinh xịn sò nha. Mọi người đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất của Quỳnh nha. Thì cái bước đầu tiên á, là mọi người sẽ phải download cái hệ điều hành iOS 14 về cái điện thoại của mình. Sau đó mọi người download dùng Quỳnh hai cái app, đó là cái Witchesmith và một cái nữa là Color Witches nha. Thì phần đầu tiên Quỳnh sẽ nói về hai cái app là Witchesmith và Color Witches. Sau đó đó thì Quỳnh sẽ chỉ cho mọi người lên Google search để tìm được những cái icon thật là dễ thương xinh xinh nha. Đầu tiên là cái app Color Witches nha mọi người. Thì khi mình bấm vào á, nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Nó có rất là nhiều màu, nhiều cái kiểu. Mọi người có thể chọn cái màu nào mà mọi người thích. Thì ví dụ như Quỳnh sẽ chọn màu hồng đi ha. Rồi mình bấm vào Edit Witches thì nó sẽ có hiện ra như thế này. Và nó có 3 cỡ mọi người, nhỏ, lớn và vừa. Thì hôm nay Quỳnh sẽ chọn là cái nhỏ đi. Rồi mình có chọn, mình có thể chọn màu nè, tùy thích. Mọi người có thể chọn xanh, đỏ, tím, vàng gì cũng được, màu nào mà mọi người yêu thích nhất đó. Sau đó mình chọn, mình bấm vào một cái màu mình thích. Rồi ở phía dưới này nó có cái phông chữ nữa mọi người, mình có thể chọn phông nào mà mình thích. Nó có 4 phông chữ ha. Rồi ở phía dưới, mọi người kéo xuống dưới thì nó có cái background. Thì nó, mình có thể chọn bất cứ cái ảnh nào trong cái album ảnh của mình. Ví dụ như mình chọn hình này. Sau đó mình sẽ bấm vào cái set widgets thì nó sẽ hiện ra một cái bảng là nếu mà mọi người mới làm thì nó sẽ là số 1, còn từ ngày hôm qua giờ mình làm quá trời hình luôn thì nó có quá trời, nó là số 12. Rồi mình bấm vào set as new widgets nha mọi người. Rồi bây giờ nó, bây giờ mình thoát ra và ra màn hình chính. Sau đó mình bấm lâu vào cái màn hình chính, nó sẽ có một cái dấu cộng. Mọi người bấm vào dấu cộng cho Quỳnh ha. Thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Mọi người lướt xuống và chọn cái Color Widgets cho Quỳnh ha. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm vào Add Widgets. Rồi mình bấm ra màn hình ngoài thì nó sẽ ra cái này. Do là Quỳnh đã chọn cái này hồi chiều rồi á, bây giờ mình muốn đổi, mình bấm lâu vào nó, mình bấm Edit Widgets. Rồi mình bấm vào Choose thì Quỳnh chọn cái số 13 là cái nãy Quỳnh vừa mới làm với mọi người á. Quỳnh bấm vào thì bây giờ mình thoát ra ngoài thì mọi người sẽ thấy là nó hiện ra, sẽ hiện ra cái hình như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái app Witchesmith nha mọi người. Mình bấm vào thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Nó cũng có 3 size, lớn, nhỏ và vừa luôn mọi người. Thì lần này mình sẽ chọn size vừa là medium. Sau khi bấm vào thì nó sẽ ra một cái loạt những cái hình ảnh. Rồi về cái kiểu style, về mẫu chữ nè mọi người. Rồi về style của cái đồng hồ nó như thế nào, mình có thể chọn tùy thích mình. Rồi màu sắc của cái background. Rồi cái viền thì mọi người có thể chọn màu mà mọi người thích. Sau đó mình bấm save và thoát ra màn hình bên ngoài. Thì mình bấm lâu, giữ lâu vào một chút, nó sẽ ra dấu cộng. Mình bấm vào dấu cộng và lướt xuống dưới, mình chọn cái Witchesmith. Rồi chọn cái medium và mình add widgets là xong đó mọi người. Đó, nó sẽ hiện như thế này, mọi người thấy xinh không nè. Mọi người có thể đặt nó trên, dưới, trái, phải, tùy ý thích của mình nha. Còn một cái app nữa cũng khá là hay đó mọi người, đó là cái Photo Widgets. Thì mình sẽ vào App Store để mình download cái app này về giùm Quỳnh nha. Photo Widgets. Sau khi download về rồi á, mình sẽ ra cái giao diện chính của màn hình. Mình bấm vào nó. Rồi mình sẽ chọn hình mà mình thích, thì mình có thể chọn một lần được 30 tấm lận đó mọi người. Đây, thí dụ mình chọn hai tấm này mà mình lỡ chọn giống nhau rồi, mình muốn xóa thì mình sẽ bấm vào chữ Edit. Sau đó mình chọn cái tấm hình mà mình muốn xóa và mình bấm Delete. Rồi mình Complete là xong. Rồi bây giờ bên góc phải màn hình nó có cái dấu tròn đó mọi người. Mình bấm vào đó thì mình có cái Refresh, tức là sau mỗi 5 phút hoặc 10 phút thì nó sẽ thay đổi cái tấm hình của mình. Trong 30 tấm đó, người ta sẽ thay đổi liên tục cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài màn hình chính, bấm lâu vào và bấm vào dấu cộng. Rồi mọi người chọn cái Photo Widgets cho mình nha.
Rồi bây giờ nó đã ra hình của mình rồi nè. Đó, mọi người thấy là rất là xinh luôn. Bây giờ mình muốn đổi xuống như thế này, nhìn cho nó thú vị một chút. Bây giờ mình sẽ qua cái phần là tìm icon nha mọi người. Mọi người vào Safari giùm cho Quỳnh ha. Sau đó mọi người muốn, thí dụ như mình muốn tìm cái icon của cái phone call đi, mình sẽ search là phone icon. Nhưng mà đặc biệt là mọi người tìm cái chữ là aesthetic cho Quỳnh nha. Bất kỳ là cái icon nào á thì mình cũng search có cái chữ aesthetic này vào thì nó sẽ hiện ra những cái icon hình nó rất là dễ thương giống như thế này. Rồi mình sẽ chọn một hình, ví dụ như mình chọn tấm hình này. Rồi sau đó mình add photo thì nó sẽ nằm trong cái album của mình. Bước tiếp theo là mọi người sẽ tìm cho Quỳnh cái, mọi người bấm vào cái app shortcut giùm Quỳnh nha. Mình sẽ chọn cái app shortcut. Sau đó mình sẽ chọn dấu cộng bên góc phải cho Quỳnh nha. Bấm vào dấu cộng rồi add action. Sau đó mọi người gõ chữ open app cho Quỳnh nha. Rồi mình bấm vào cái chữ open app đó. Sau đó mình sẽ chọn chữ choose. Rồi mình chọn cái app mà mình muốn thay đổi icon. Ví dụ như Quỳnh hồi nãy Quỳnh chọn là cái phone call đó, thì mình sẽ tìm cái app phone call. Rồi mình bấm vào đó. Sau đó mọi người sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ở phía bên góc phải màu xanh dương đó mọi người. Bấm vào đó mọi người chọn cho Quỳnh là to home screen nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ phải thay đổi cái tên chỗ này giùm Quỳnh. Mình gõ là cái chữ phone để mình phân biệt cái shortcut này với những cái shortcut khác. Sau đó mình choose photo. Thì mình sẽ chọn cái hình mà nãy mình đã chọn á. Đó, mình có thể zoom to ra một chút xíu cho nhìn cho nó rõ. Rồi mình chọn chữ choose. Sau đó mình bấm chữ add. Như vậy là đã xong rồi mọi người. Rồi mình bấm chữ done. Rồi mình thoát ra cái màn hình bên ngoài. Mọi người sẽ thấy ta-da, đây rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người xem nha. Mọi người sẽ đi vào cái app shortcut dùm Quỳnh nha. Sau đó mình add action. Và mình sẽ gõ cái chữ là open app. Rồi mình chọn chữ choose. Sau đó mình chọn cái app mà mình muốn là thay đổi cái icon nha mọi người. Kỳ này Quỳnh sẽ chọn cái app là Facebook. Mình chọn cái app Facebook rồi bấm vào đó. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái nút ban dấu xanh bên phải. Rồi add to home screen dùm Quỳnh. Sau đó mọi người sẽ đổi tên chỗ này. Và mình sẽ gõ chữ Facebook để phân biệt cái shortcut này với những cái shortcut khác nha mọi người. Sau đó mình sẽ bấm vào cái khung màu tím này, choose photo. Thì mình sẽ chọn cái hình là Facebook, cái hình icon nào mà mình thích á. Thì cái này Quỳnh đã tải về từ trước rồi. Quỳnh lên mạng Quỳnh search và tìm từ trước rồi. Nên bây giờ Quỳnh chọn một cái hình này. Mình phóng to ra một chút xíu. Sau đó mình chọn chữ choose. Rồi sau đó mình sẽ bấm chữ add. Như vậy là xong rồi đó mọi người. Rồi mình bấm chữ done. Và mình ram ngoài màn hình bên ngoài. Thì nó sẽ hiện ra một cái icon như thế này. Thật là xinh nè. Quỳnh có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người á. Là khi mà mình chọn cái theme của mình hoặc là cái wallpaper của mình là màu chủ đạo là màu gì á, thì mình sẽ tìm kiếm những cái icon nó màu tương đồng với như vậy, với cái màu chính đó của mình. Thì khi mà mình phối vào á, thì mình nhìn nó sẽ rất là hài hòa nha mọi người. Ta-da! Như vậy là mình đã biết cách là thiết kế làm sao cho cái giao diện của mình á nhìn dễ thương hơn rồi, phải không mọi người? Cảm ơn mọi người đã theo dõi nãy giờ. Hy vọng là cái video này sẽ có ích cho mọi người nha. Mọi người sẽ tìm được thật là nhiều cái icon dễ thương nè, làm cho cái giao diện của mình nhìn nó xịn hơn một chút xíu, xinh hơn một chút xíu. Bye bye mọi người nha.